15S Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15S Bình Dương nha. Thì bây giờ là 7:48 ngày 28/6 nha. Ủa em chào anh vào. À hay quá ta. Ok rồi nha. Con chào cô nha. Dạ. Cái này là đang lên hả cô? Dạ. Dạ. Là cô ở gần đây không cô? Cô ở gần đây không cô? Dạ. Cô là em ruột của chú anh Sang hả cô? Em họ. Em họ. Dạ. Em họ. Cô chuẩn bị cho người nhà chú đem mang về hay cô? Ồ quý luôn. Đồ giường không hả cô? Ơi. Bữa nay là ngày giỗ của chú Thanh Sang hay gì cô? Không. Dạ. 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 Cái này là cái gì ta? Rau vườn à, chùm bao. Chùm bao. À chùm bao. Nhãn lồng. Nhãn lồng á, chùm bao mà nhãn lồng của nó luôn á. Cái này khổ qua rừng. Qua, rồi xả, xả rồi mùng tơi nữa. Ủa vậy bùn ngót. Bùn ngót. Chùm chơm. Chùm chơm. Bùn ngót. Cái này bùn ngót hả? Bùn ngót, bùn ngót. Bùn ngót lá dài dài ta. Bùn ngót lá dài mà. Bùn ngót Thái à. Bùn Thái hả? Dạ. Nó nhiều loại. Nhỏ nhỏ còn tròn hả? Của Việt Nam. Của Việt của mình. Của Việt Nam. Thái cô chú chị là bùn ngót Thái. Thì bây giờ hiện tại bây giờ là mình đang đứng chỗ này là cũng là cái khu mộ nghệ sĩ. Thì như là chỗ chú mộ là bây giờ là hình như có rau đắng này phải. Có rau đắng đó anh. Bây giờ là đang chờ đá đó là gì anh? Lá chim hả? Thay từ lại vậy. Không, mình nó rừng nhỏ xíu mà. Mình nó nhỏ vậy hả? Không qua đèo. Còn ốc qua rừng nó xanh nè. Anh nó xanh rum cái trái nó xanh nhỏ hơn đúng không? Cái gừa nó dày. Dạy. Cái trái này mà nếu mà kho mắm á mình ăn sống như trái luôn nó kỳ. Mình chấm mắm. Dạ. Như là cái trái ốc qua bây giờ mấy em cũng đang ủa chỗ mộ chú Thanh Sang. Thì thấy em kia cũng đang quét. Quét chỗ mộ chú Thanh Sang. Wow, anh vào với anh Phương dọn dẹp sơ cho nó sạch lại. Cái nhà lá vườn ha. Hai màu, màu đỏ, màu vàng. Chào nhìn thấy nha. Còn bên đây là màu vàng. Dâu. Hai màu. Ủa bữa nào có thấy nha. Dâu. Còn đây là chôm chôm màu vàng ha. Mà cái đỏ kia đỏ hết luôn ha. Uống bia Tiger luôn, Tiger bạc. Nè. Bây giờ cái một hồ nó rảnh mình lấy đi hút mình mời chú hút đi chứ. Uống bia phải có hút, đúng không? Đây là cái gì đây? Dâu. Dâu đầu mùa. Lần đầu tiên em thấy chim chôm cái màu vàng nha. Rồi đúng rồi, màu vàng thiếp ha. Chuẩn bị có nghệ sĩ đến viếng anh. Anh em qua đây. Nói mà anh. Em họ của chú anh Sang. Hôm trước là em là đặt cái hình lớn cho chú anh Thang đó à. Mà khán giả của em á xong á là đặt ở đây người ta không nhận, người ta không đảm bảo à. Thế là em báo bên khán giả nói là bây giờ ở đây cái chất lượng của mình ở đây á là không có bằng Sài Gòn cho nên là chú thay đổi ý định là cúng cơm cho chú à. Là bữa nay là có người nhà xuống nè. Đúng ra là đúng là chú anh Sang có tấm hình lớn lâu lắm rồi đó à. Tại vì hình ở đây không em sợ không có chất lượng người ta bánh mì cho nên là em không đặt cho cậu cho nên là cô cũng trước chắc bánh mì theo quay quá anh đón cái gì là anh đón đúng không để cô mở ra đi là anh đón liền em nghĩ là heo quay ở đây thì anh em mình ngồi đây mình kêu chắc heo quay hàng bằng chú đi
chứ đáng lẽ là chú Hình Sang là mình kêu tới bằng bác lên, mà kêu chú đi cho chú trẻ chút xíu. Chứ mình kêu bằng bác thấy già quá. Đúng là phải kêu bằng ông chứ anh. Đúng là phải kêu bằng ông chứ. Thì đúng rồi, mà dạ. Kêu chú đi. Chú nhắc cho trẻ nhắc. Bây giờ mình cúng trước hả cô? Đúng rồi. Dạ. Dạ. À chào lên luôn. Đúng rồi. Vậy là chắc sắp lên tới rồi. Đồng với nhau ha. Cái dạng là đàn anh đi trước. Nói chung là chú Thanh Sang ngày xưa là cũng là hồi mấy nghệ sĩ lên ta để cho có chỗ này. Dạ. Dạ. Chắc đông hả cô? Đông ở đây đi chắc đất. Dạ. Anh có nghe cái câu chuyện mà ngày xưa mà chú Thanh Sang giới thiệu chú Linh vô một cái công ty ký hợp đồng được 100 đồng rồi công ty chứ có câu chuyện này là do chú Linh kể ra chứ không phải là ai cũng nhau đó. Hôm nay là nói chung ra là chỗ chú Anh Sang thì cũng có người nhà đến, thì sáng giờ là cô đến đây trước thì thấy cũng có trái cây đồ đằng trước, mà bữa nay là cái trái cây này rất là đặc biệt, hai màu chung chưa, hai màu cái này cô ơi, anh yêu tới nữa hát bài nhớ mua thịt chôm trước chứ. Ủa cô làm cái gì của chú Thanh Sang? Em ruột hả? Em họ. Hèn chi con thấy ông họ cũng phải thấy giống cũng giống không? Giống không? Giống. Bây giờ hát một bài nữa là thôi tiệt mỹ luôn cô ơi. Hát rồi hát. Trời ơi chú gì chú Thanh Sang truyền lại cho cô vài câu chứ. Còn nếu mà muốn nghe hát thì đợi mấy anh chị kia xuống. Đúng rồi. Chú Nguyễn Xanh là nghệ sĩ bên cải lương phải không cô? Ừ, đúng rồi. Hình như là hôm chú có đến một lần đúng không? Hả? Ừ. Hôm rồi chú có đến một lần. Đúng không? Chú Xanh gì đó. Chú Xanh. Chú này hả? Chú này đóng phim. Quay hai cái bên thì đây là dâu này hả? Dâu này là dâu này chứ còn dâu đó, thì bây giờ là cô chuẩn bị trước để một bác nữa sẽ đón chú nghệ sĩ Nguyễn Xanh, nhưng mà không biết là còn nghệ sĩ nào hay không nữa thì cô gửi ý trước. Nói chung là cái mẫu của Thanh Sang thì nó gặp ghê ha. Đây là chôm chôm hai màu rồi giữ dầu xiêm chứ quay đó. Thì bây giờ 15m cũng như là các anh em YouTuber sẽ cùng chờ đợi ha. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú quý anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.